Dâu dâu dâu, bà con sâu sâu sâu. Chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đờ Mờ Gaming trong tựa game Meta Sloom của VNG. Cứ mỗi khi lên sóng thì chúng ta lại có gì đó. Đây, có luôn cái hòm anh em ơi. Đáng nói là có cái gì đó thì chúng ta nhặt được luôn một cái hòm. Thỉnh thoảng liếm được cái hòm năm kim cương này, thật sự nó cũng ấm áp tình người anh em ạ. Ok đây, clip này chúng ta sẽ có gì? À, thư thủng anh em này. Xem nào, thấy thư nhấp nháy. Quân đoàn của ngài đã phá hủy một cái điểm căn cứ khu thảo nguyên lộng gió đấy. Anh em cứ phá hủy một con boss sẽ thưởng cho anh em 4.000 thủy tinh, với cùng với đó là 40 cái ruby để đập đá cho anh em nhá. Thêm một căn cứ nữa phá hủy này. Nói đến cái này để đập đá thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em tiếp tục series đập đá anh em nhé. Đây, series đập đá ở đâu thì series đập đá nó sẽ diễn ra trong cái khe nứt vực sâu này. Anh em nào chơi server, những server đầu ấy thì là có khe nứt vực sâu hết rồi, còn server mới thì anh em phải chờ thôi. Server mới cùng lắm là mới tầm khoảng tuần quay trở lại đây, không biết là có chưa, nhưng mà đa số là anh em sẽ mở hết cái kho cái gì ở khe nứt vực sâu này rồi, đúng không? Thì đây đấy, đua tốc độ anh em này. Quân đoàn chiếm cứ điểm 6, bút tài nguyên gió cộng 4. Ui ôi, ông kia được cộng bao nhiêu ghê anh em. Đây nha anh em, đây là cái thảo nguyên lộng gió cứ điểm này anh em này. Bên mình còn chưa vào bảng xếp hạng rồi, mình đang không hiểu cái này là như thế nào. Cái này như ở cùng nhau đánh nhá. Cùng nhau đánh nha anh em, đúng không? Bút tài nguyên mình được 6 anh em rồi. Quân đoàn chiếm cứ điểm 6, bút tài nguyên vùng thảo nguyên lộng gió được cộng thêm 4% anh em. Đây nó cái mốc thời gian. Kết quả đua tốc cứ điểm 6. Quân đoàn chiếm cứ điểm 6 là sao nhỉ? Nghe tùy thời gian là đánh xong nhanh nhỉ. Đây đi anh em, The World đây đây. 9 giờ 9 phút 50 nhỉ. Thảo nguyên lượng gió y anh em, thảo nguyên lượng gió y là bên mình là chiếm nhanh nhất này. Nói chung là tùy à. Tùy vào từng cứ điểm anh em. Đây. Nói chung không biết như thế nào nhưng mà được là bonus cộng thêm 4% tài nguyên anh em nhá. Cộng thêm 4% tài nguyên ở trong cái thảo nguyên lộng gió này. Rồi, biết thế là được. Thời gian khiêu chiến cứ điểm khu vực không giới hạn giờ. Khiêu chiến cứ điểm thành công mất 25 tiếng, nghĩa là những người nào tham gia, anh em nên dồn lực tham gia một lúc cho nó nhanh anh em nhá. Đây, nói đến ấy thì bây giờ mình đang ở đây đây. Bảng xếp hạng vẫn đang 26 triệu. Bên kia là 25 triệu, bên mình là 26 triệu. The War 26 triệu, Spark 25 triệu. Chúng ta có gì nhỉ? Đây, nói đến cái rèn đá thì mình mới nói với anh em là rèn đá đây anh em nhé. Rèn đá thì chúng ta sẽ tốn nguyên liệu là đá quý khe nứt, đúng không? Một đá quý khe nứt và 10 cái kết tinh vực sâu. Đó là đá rèn ngẫu nhiên ra đầu nón quần, đầu áo quần giày anh em nhé. Còn nếu mà anh em chọn rèn bất kỳ một viên đá thuộc để khắc, để khảm vào đầu hay là áo hay là quần hay là giày thì anh em phải tốn đến 20 cái kết tinh vực sâu thôi. Còn cái thông dụng này là anh em sẽ mất chỉ có 10 cái kết tinh vực sâu thôi. Nghĩa là anh em sẽ, nó sẽ random ra một trong bốn loại, đó là đầu, áo, quần, giày này, đúng không? Nó random một trong bốn loại, anh em không được lựa chọn. Nó vào cái nào thì anh em dùng cái đó. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ anh em nên chơi cái chế tác đá thông dụng này, nó hợp lý nhất. Vì tại sao nó hợp lý nhất, vì nó tiết kiệm được cho anh em 10 cái kết tinh vực sâu này, anh em hiểu không? Nó tiết kiệm cho anh em được 10 kết tinh vực sâu. Với hai nữa, ở thời điểm hiện tại này thì thời điểm hiện tại này cái khảm đá này, nó cái khảm đá này mình thấy có một cái nó rất si đà, nó mọi thứ nó đều là random hết anh em ạ. Nó không có tỷ lệ, nó không giống như ở chúng ta quay gì nhỉ, quay vũ khí đúng không, hay là quay nhân vật. Nó có tỷ lệ, nó có bảo hiểm ấy, chúng ta hay gọi là bảo hiểm ấy. Nghĩa là bảo hiểm 30 lần ra hay là 60 lần ra hay là 90 lần là chắc chắn là sẽ ra được một nhân vật, ra một súng cam, súng vàng hay là súng xịn, nhân vật cam, nhân vật vàng hay nhân vật xịn, đúng không? Nhưng mà cái này thì không. Cái đá này nó tất cả nó là ngẫu nhiên anh em nhé, đúng không? Cái đá này nó là ngẫu nhiên, nó đều là ngẫu nhiên đi từ phẩm lục lam tràm tím rồi đi lên. Anh em cứ hay gọi là đá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ấy. Mình thấy anh em hay gọi đá 1, đá 2, đá 3, đá 4, đá 5, đá 6 ấy. Tùy cái gọi mỗi người nên mình chỉ gọi theo phẩm này. Và anh em hay gọi, mình gọi đây là đá lục này, vì cái màu lục này anh em gọi là đá 1 này. Tiếp theo là anh gọi màu lam này, anh em gọi đá 2 này. Đó, xong cái này là anh em gọi màu tím thì anh gọi đá 3 này. Màu này thì anh em gọi đá 4 này. Màu này thì anh em gọi đá 5 này.
đá 5 này, xong màu này màu cao nhất thì anh em gọi là đá 6 này. Đấy, tùy cách gọi mỗi người nhá. Mình thì cứ theo màu mình gọi thôi, quen đúng không? Mình cứ quen lục lam tràm tím kiểu như vậy. Đó, với hai nữa đây anh em, nó không có một cái quy tắc gì cả. Mọi thứ nó phụ thuộc vào may rủi anh em, nó không có ghi ở đây là tỷ lệ bảo hiểm hay không hay là xác suất. Được không? Nhẽ nó phải có một con đa số ở anh em, hình như tất cả các hoạt động ấy nó đều có một cái dấu hỏi chấm đúng không? Thì nó kích vào cái hỏi chấm nó cho sẽ biết được cái quy tắc hoạt động như nào hay là cái tỷ lệ để quay ra cái đá nó như thế nào. Ví dụ nó ghi rõ là tỷ lệ của cái này là 0,1% anh em biết ít nhất là có, chúng tôi biết là 0,1% vẫn có xác suất ra. Mẹ đằng này có khi anh em quay cả trăm viên trong này vẫn không ra nổi một viên đá này ấy, đúng không? Không ra một viên đá 4, đá 5 chứ đừng nói là đá 6 chẳng hạn, đúng không? Nhiều khi nó khó nha. Nên không biết cái tỷ lệ như thế nào, nên là cái chơi cái rèn đá này, chế tạo đá này, đúng không? Anh em chúng ta gọi là chơi đồ đập đá này, thật sự anh em nó là may rủi của anh em thôi. Anh em nào may thì ra được như mình ấy, mình may lắm mình ra được một viên này. Ờ đúng nhở? Ờ đúng rồi, mình may lắm thì mình ra được một viên đá đá màu này, đá bậc 4 này. May lắm mình ra được một viên này anh em nhé. Ờ có 5 đập, có 5 loại đá anh em, có 5 loại đá này thì mình sẽ tổng kết lại nhé. Đây, đá này bậc 1 này, đá này bậc 2 này, đá này bậc 3 này, đá này bậc 4. Ờ có 4 loại đá đây nha, có 4 loại đá đây. Không phải chứ, 5 loại chứ. Lục này, 1 loại này, 2 loại này, 3 này, 4 này, 5 này. Ờ có 5 loại đá anh em, có 5 loại đá, nhưng mình thì mình chỉ ra được đá 3 thôi anh em. À đá 4, 1, 2, 3, 4. Ờ mình ra được đá 4 này. Loại đá 5 mình còn chưa ra được, đúng không? Cái này nó phụ thuộc vào may mắn của anh em nên là cũng không biết thế nào. Ok, để minh chứng cái điều đó thì mình sẽ cho anh em xem một clip, tiếp tục lại một clip đập đá phá ke nữa, đến từ một người bạn, đến từ server Trung Quốc. Anh em cùng theo dõi thanh niên đó đập đá phá ke để xem tỷ lệ xác suất ra được mấy viên đá 4, mấy viên đá 5 trong mấy trăm lần đập đá như thế anh em nhá. Ok bạn này. Like radio.